Jag gör det, jag nhưng lúc đó tôi và mặt chị nhìn tôi trong lớp tôi xa xôi, tôi muốn cô đừng nghĩ tới ai, đừng hồn dù thấy đóa hoa tươi, đừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ, đừng nhảy chiều nay về ấp trời. Chẳng bay xa, chẳng làm ngay đất, người qua lại, dẫu chỉ qua người khách lạ.